Sáu nét tướng của người phụ nữ sẽ khổ vì tình, vì chồng, sinh ra đã mệnh số kiếp lận đận, bất hạnh rồi. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy May Mắn, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Như quý anh chị đã biết, mỗi người sinh ra đều mang những nét tướng riêng và nó là yếu tố quan trọng nói lên tính cách số phận của mình. Có người thì trời sinh nét đẹp phú quý, giàu sang, người thì mang nét bất hạnh, cả đời long đong vất vả, suốt kiếp chẳng bao giờ dư giả, lại chịu thiệt thòi về hôn nhân, con cái. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy May Mắn sẽ tổng hợp những nét tướng phụ nữ bất hạnh của phụ nữ. Các chị em xem, nếu mình có thì tìm cách khắc phục cho đỡ vất vả nhé. Thứ nhất là mũi hách lên trên. Xét theo kiến thức về tướng mũi hách nhân tướng học, chủ nhân của nét tướng này là những người có tướng người mập mạp, rắn chắc, ngực, bụng bằng nhau và đầy đặn, tròn trịa. Người mũi hách hơi thở gấp, đứng ngồi không yên chỗ. Lỗ mũi hách tướng số gọi là tị lộ. Xem tướng mũi hách và lộ chủ về phá tán, củng khốn, thấp hoặc có gân, có vạch chủ về công ăn việc làm nên xuống thất thường. Chuẩn đầu, phần chóp mũi quá cao so với khuôn mặt và nhất là so với lưỡng quyền gò má thì chủ về cô đơn hay phá bại quá lớn và mỏng gọi là không phù hoặc là nghiêng lệch đều chủ về cô đơn trì trệ. Phụ nữ có mũi hách thường bảo thủ, coi trọng cái tôi cá nhân một cách thái quá nên hay gây bất đồng, khó hòa hợp với người khác, đặc biệt là với chồng. Con gái mũi hách là lỗ mũi lại to, thường là người có cá tính mạnh mẽ, tranh chua, xem tướng mũi hách như vậy cũng khó có thể thành tài, cuộc sống tình duyên hay là hôn nhân cũng đều gặp trắc trở. Tuy nhiên, lại là người khá là lụy tình, dù giữ cái tôi của mình nhưng cũng không vì nó mà buông bỏ chồng con, thành ra thâm tâm luôn mâu thuẫn, khiến họ phải khổ một đời. Phụ nữ có mũi hách luôn gặp phải người chồng đào hoa, hấp dẫn người khác giới, khiến vợ đã khổ lại càng thêm khổ. Từ đó, mối quan hệ hai vợ chồng luôn gặp trục trặc bất hòa. Hai mắt to nhỏ không đều. Người phụ nữ có đôi mắt không đều nhau thường rất chu toàn về mọi việc, làm gì cũng đầu tư, đến nơi đến chốn, là người luôn bỏ công sức và đặt nhiều kỳ vọng vào hôn nhân. Họ muốn chồng cũng cần nhiệt thành như mình. Chính vì thế mà cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, cãi vã, chủ yếu là do đối phương không đáp ứng được yêu cầu và vợ luôn phải chịu thiệt thòi ấm ức, đôi khi còn tự làm bản thân mình tổn thương. Nữ giới mắt trái to, mắt phải nhỏ, thường khá sợ chồng, vì chồng mà vất vả, khổ cực, bồn bã khắp trốn, nhưng sẽ lại là người có tình cảm với chồng sâu sắc, người chồng là chủ gia đình, quyết định tất thảy. Khi sinh con, phụ nữ có đôi mắt không đều, thường nghiêm khắc với con nhưng lại gặp phải những đứa trẻ luôn thích nổi loạn, vượt quá khuôn khổ, khiến cho người mẹ cả đời phải lo lắng, không yên tâm về con cái của mình. Gò má cao. Gò má cao hay còn gọi là lưỡng quyền cao là dạng cấu trúc khuôn mặt có xương gò má nổi lên, nhất là khi nói, cười. Để xác định gò má cao hay thấp, các nhà nhân chắc học thường sử dụng đường cắt ngang của mũi như một cột mốc so sánh. Nếu lưỡng quyền nhô cao hơn trung điểm của mũi, thường nhô cao hơn cả trán và cằm thì được gọi là gò má cao. Gò má cao được đánh giá là một đặc điểm thẩm mỹ kém đẹp. Những người gò má cao thường nhìn già hơn tuổi khá nhiều. Đặc biệt, gò má cao khiến cho cung xương gò má tiến đến sát mí mắt dưới. Điều này làm cho khuôn mặt trở nên mất cân đối, trông dữ tợn và khó gây được thiện cảm. Theo nhân tướng học, đàn bà sở hữu đôi gò má cao thường khá mạnh mẽ, độc lập, quyết đoán và có cái tôi rất lớn, kể cả trong công việc lẫn cuộc sống gia đình. Cũng chính vì lẽ đó nên họ rất khó chọn được người đàn ông phù hợp với mình. Ngoài ra thì trước nay phụ nữ có gò má cao còn bị gán cho tội sát phu, khắc chồng, khiến chồng dễ gặp chuyện không may. Do đó đàn ông thường rất kỵ lấy người phụ nữ này nên họ rất dễ bị rơi vào tình trạng độc thân kéo dài, hoặc nếu có chồng cũng thường xuyên gặp trục trặc cái vã và dễ nửa đường đứt gánh. Chân mày thưa nhạt, hàng lông mày rất quan trọng về mặt phong thủy và tướng số với gương mặt mỗi người. Chỉ cần lông mày thay đổi, gương mặt bạn cũng sẽ trở nên khác biệt.
Hầu hết chân mày đều có chiều rộng bằng hoặc là ít hơn 1/4 so với chiều ngang của chân mày. Theo các nhà phân tích gương mặt, chân mày mang đến may mắn cho chúng ta, có hình dáng dài hơn đôi mắt, cong và dày. Chân mày không may mắn là những chân mày thưa, quá nhạt, bị đứt khúc, mọc lộn xộn, không nhọn ở phần đuôi và quá dày so với độ rộng của đôi mắt. Đối với những chân mày này, chúng ta không nên nhổ chân mày quá ngắn mà hãy tạo dáng mảnh, cong và nhọn ở phần đuôi. Nếu hàng chân mày của bạn có hình dáng và chiều dài lý tưởng, bạn sẽ may mắn trong tất cả mọi lĩnh vực như tình yêu, của cải, sự nghiệp. Đôi chân mày lý tưởng là khi được tạo dáng theo đúng tỷ lệ vàng. Người có chân mày thưa, lại nhạt thực sự là người không mấy may mắn trong chuyện tình duyên. Lấy chồng có thể vì tình yêu, nhưng rồi cuộc sống hôn nhân không thực sự theo ý họ. Đôi mắt thùy xuống có màu ảm đạm. Đuôi mắt phải là điểm sáng của cả khuôn mặt thì nội tâm mới sáng sủa. Nếu như đuôi mắt ảm đạm không ánh sáng thì cả đời người này sẽ tiêu cực không phát triển được. Nếu đuôi mắt cũng ủ rũ nữa thì người này là người cuồng công việc vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Hơn nữa, tính cách người này quá là chiếm hữu và mong ước quá nhiều khiến họ khổ cả đời vì tiền. Đối với chuyện con cái, người này cũng hết sức vất vả vì có những đứa con khó chăm bẵm. Đối với họ, cuộc sống sau khi kết hôn vô cùng mệt mỏi, không có thời gian để thở và người bạn đời cũng không thông cảm, không san sẻ gánh nặng với họ. Miệng rộng. Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Không phải là quan niệm không có lý của ông bà ta. Theo nhân tướng học, phụ nữ có khuôn miệng rộng thường không may mắn trong cuộc sống. Cả đời lam lũ vất vả, hết lo cho sự nghiệp lại bù đầu với chồng con. Người phụ nữ miệng rộng không biết cách quản lý chi tiêu tiền bạc, thậm chí sống rất hoang phí. Chính vì lẽ đó mà cuộc sống sau hôn nhân thường không suôn sẻ như mong muốn, gia đình hay xảy ra mâu thuẫn bất hòa liên quan đến tiền bạc. Phần tiếp theo của chương trình lần này, chúng tôi sẽ tổng hợp ra 6 con giáp có đường tình duyên kém may mắn nhất trong năm nay. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi. Đầu tiên là tuổi Tý. Xét về vận trình tình duyên năm 2020 của tuổi Tý, có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng, tuy nhiên do thái tuế Tý Thủy là các tinh tỷ kiên của con giáp này, vốn là một trong 4 chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực thái tuế Thủy vượng nên ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Canh Tý không có nhiều nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Tý nên gạt bỏ những suy nghĩ định kiến quá cũ của mình. Nếu có cảm tình thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận, tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay cô dì chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh cho đi không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Năm nay thái tuế lưu niên là Tý Thủy cũng tượng trưng cho những nơi vui chơi giải trí. Trong năm bản mệnh, tuổi Tý dễ bị thú vui nhất thời mà gây ra tổn thương cho những người yêu thương. Phong thủy may mắn khuyên bạn nên hạn chế đến những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, cũng hạn chế uống rượu bia, nếu không dễ bị mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Để tăng cường nhân duyên cho mình, hãy sử dụng ngay pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn và Hổ Ly Mắt Bạc để chiêu mời quý nhân tăng cường nhân duyên cho người tuổi Tý. Tuổi Dần. Xem tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi Dần, bản mệnh đào hoa không quá vượng, song tuế can canh kim sinh thương quan tinh, mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh, nên nữ tuổi Dần vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Những cô gái tuổi Hổ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái. Không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường.
Song nữ mạnh nên lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới, mà cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Đối với nam tuổi Dần thì còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới, nên đãi lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình duyên ảm đạm quá mức. Để kích hoạt cung đào hoa của mình, cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất kết hợp với mặt dây chuyền hồ ly. Hai pháp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân, kích hoạt cung đào hoa, giúp cho hòa hợp vợ chồng và may mắn trong việc lựa chọn bạn đời. Tuổi Thìn. Xem vận trình tình duyên của tuổi Thìn, vào năm 2020, nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khắc giới cực tốt. Bạn dễ dàng tự tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Nam tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại thôi. Không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Nữ mệnh tuổi Thìn thì không có nhiều biến động trong tình cảm, mọi thứ bình bình, không có gì đặc biệt. Người có đôi vẫn giữ được mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân thì chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Thời điểm năm 2020 nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa. Có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình, đừng chỉ ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới, bạn cần phải chủ động tích cực hơn bởi cuộc sống là không thể chờ đợi. Thanh xuân trôi qua trong chớp mắt, không thay đổi thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình. Mệnh chủ hãy treo một bức tranh chim công hoặc sử dụng một đồng hồ chim công treo tại phương vị đào hoa của mình để kích hoạt đường tình duyên cho mình, giúp chuyện tình cảm được thuận lợi, tiến tới khăng khít hơn nữa. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ năm 2020 không có nhiều đào hoa, thái tuế thiên quan tinh là sao khắc giới của nữ mệnh, song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Con giáp này dù là nam hay nữ thì đều có cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất, tinh thần của đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị lừa dối vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi Ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn về tổng thể thì vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất chắc, thất bại hết lần này đến lần khác. Để kích hoạt tình duyên cũng như hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang thêm bên mình một vòng tam hợp Dần Ngọ Tuất kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly. Tuổi Thân. Chuyện tình cảm của người tuổi Thân không mấy lý tưởng trong năm 2020 bởi cả nam và nữ đều khó gặp được đối tượng thích hợp. Bản mệnh không nên quá nóng nảy bốc đồng, làm việc không suy nghĩ bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến người khác giới có suy nghĩ không hay về con người bạn, khiến cho hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh có thể thường xuyên tham gia gặp gỡ giữa bạn bè lành mạnh, ít đến những nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Người đang yêu năm nay tình cảm có thêm một bước mới ngọt ngào mỹ mãn, nhưng nước đầy ắt tràn. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hưởng thụ vận đào hoa rất vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Tuổi Thân đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng lo chuyện người khác, không gian tưởng tượng hoặc là hấp dẫn họ, để tránh ảnh hưởng tới danh dự của bản thân cùng với sự ổn định của gia đình. Nhưng do thương quan bất lợi cho phu tinh, nữ mệnh kết hôn tuổi Thân vẫn cần thời gian kiên nhẫn đợi duyên tốt xuất hiện. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay chú ý cần phải mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình duyên của tuổi Tuất trong năm 2020. Tình cảm của tuổi Tuất không có nhiều khởi sắc, tuy nhiên thì nam mạng gặp nhiều may mắn hơn nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn, tuy nhiên thì nếu không dũng cảm bày tỏ giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây ấn tượng với người khác giới, cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình đối với đối phương cũng như là thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người ấy.
Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình, nên tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập, tự tin thể hiện bản thân. Như vậy có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Còn với phái nữ, bản mệnh không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi có cặp vào thời điểm này thì bạn không thể ngồi yên chờ thời cơ mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng mình. Trong mối quan hệ với mọi người, cần giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần dành nhiều thời gian để ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung với người ấy. Khi có bất đồng quan điểm, cần giữ thái độ bình tĩnh, không nóng nảy, nếu không rất có thể sẽ vô tình gây ra ảnh hưởng không tốt với mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt và chia ly. Mệnh chủ tuổi Tuất năm nay cần chú ý phải mang bên người một mặt hồn ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phần dưới ô bình luận. Thầy Giang Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.